Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm bánh bông lan nướng bằng nồi cơm điện ha. Thì để làm cái món bánh bông lan này á, thì mình cũng có chuẩn bị nguyên liệu á, là 5 quả hộp gà ta. Mình sử dụng hộp gà ta này á, là giúp cho cái chồng đỏ của mình nè, cho nó nhiều. Thì mình ăn cái bánh á, thì nó sẽ vừa thơm và nó vừa béo, nó rất là ngon nha. Với mình cũng có là 100ml sữa tươi không đường, dầu ăn, 100g bột mì đa dụng, 70g đường, 5g bột nở, 1 ống vani và 1 ít muối và thêm 1 miếng chanh nữa các bạn. Thì trước tiên á, thì mình sẽ cho hộp gà thì mình đặt ra, mình cũng chia ra cái chồng trắng và chồng đỏ mình sẽ để riêng nha các bạn. Chồng trắng á, thì mình sẽ cho vào trong cái thau inox như vậy nè, thì mình sẽ lường tránh nhiều khi cái chồng đỏ của mình á, sẽ dễ bị bể đó. Thì mình cứ việc là mình lường cái chồng trắng mình để vào thau inox như vậy, đặng một hồi á, thì mình sẽ đánh cái phần chồng trắng này á, cho nó bông lên, còn chồng đỏ thì mình để vào trong cái tô, đặng một hồi á, là mình sẽ pha luôn cái phần bột ha. Mình nhớ là mình lấy á, là mình cũng tránh cái phần chồng đỏ của mình nó bể mà nó rớt vào trong cái thau chồng trắng trứng của mình á. Như vậy khi mà mình đánh á, thì nó ít có bông lắm các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ để chồng đỏ vào trong cái tô này nha. Mình cứ việc là mình làm cho đến hết cái phần hộp gà của mình thôi. Thì mình cũng đã chia chồng trắng và chồng đỏ là mình đã chia ra hết rồi các bạn. Thì giờ mình sẽ pha luôn cái phần bột của chồng đỏ ha. Thì mình sẽ cho vào đây thêm một ít đường. Rồi mình sẽ quậy cái phần đường này nè, cho nó tan ra. Và mình sẽ cho là một ống vani. Đây là miếng muối. Rồi bây giờ mình cứ việc là mình quậy cho nó đều lên. Và mình cũng sẽ dằn vào đây một ít dầu ăn. Mình sử dụng là 2 muỗng ăn cơm dầu ăn nha. Và mình sẽ đánh cái phần hộp gà này nè, cho nó đều ra. Đây là sữa tươi, mình cũng cho vào luôn. Mình cho hết đó là 90ml, mình chừa lại một ít tặng tránh coi cái phần bột của mình á, coi nó lỏng hay nó đặc, rồi mình mới cho thêm sữa tươi nha các bạn. Và bây giờ đó là mình sẽ rây cái phần bột này. Mình sẽ cho cái phần bột mì này nè, mình sẽ cho vào đây. Đây là bột nở, mình cũng cho vào luôn. Và mình sẽ rây cái phần bột của mình. Rồi mình sẽ trộn cái phần bột của mình á, lên từ từ. Mình không có cho bột vào hết nha các bạn, tránh như khi bột của mình á, nó sẽ bị dính cục đó. Thì mình nhớ là mình vừa cho mình rây bột vào á, thì mình khuấy cái phần bột của mình á, cho nó mịn ra. Rồi bây giờ là mình sẽ rây bột tiếp. Mình rây khi nào á, cho đến hết cái phần bột của mình thì thôi ha. Bột á, thì mình cũng đã rây hết rồi. Và bây giờ mình cứ việc là mình trộn cái phần bột của mình nè, lên cho nó đều nha. Cái phần bột này á, mình khuấy á, đừng có cho nó lỏng quá các bạn. Tại vì á, mình còn cho vào trong cái phần chồng trắng trứng nữa. Cho nên nếu mà mình làm cái phần bột mà chồng đỏ của mình mà nó lỏng quá thì cái bánh của mình á, thì nó sẽ không có được ngon. Cho nên mình pha cho nó hơi sền sệt nha. Để mình sẽ trộn cái phần bột này á, cho nó đều. Và sau đó mình coi cái bột của mình á, là nó lỏng hay nó đặc như thế nào, mình mới cho thêm cái phần sữa tươi nha các bạn. Bột á, thì mình khuấy á, nó lỏng như vậy là được rồi nè ha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ làm tiếp cái phần chồng trắng trứng ha. Mình sẽ để cái tô chồng đỏ này qua một bên. Thì mình cũng sử dụng cái cây đánh bột á, thì mình sẽ đánh bằng tay nha. Thì mình sẽ đánh trước á, là cho nó bong bong lên. Rồi mình sẽ cho vào đây thêm một vài giọt chanh, để giúp cho cái phần bánh của mình á, nó sẽ có cái độ cứng. Rồi mình sẽ đánh cái phần chồng trắng trứng này á, đánh cho nó đều lên. Rồi mình sẽ cho đường vào các bạn. Đây mình sẽ cho đường vào á, mình đánh từ từ nha. Mình chia cái phần đường này á,
từ từ mình đánh, chứ đừng có cho hết một lượt vào đường vào trong trắng trứng của mình nha. Mình làm như vậy thì đường nó sẽ lâu tan lắm. Mình đánh khi nào mình thấy đường mà nó tan ra rồi á thì mình sẽ cho tiếp cái phần đường còn lại mình cho vào. Mình chia, mình đánh khi nào cho đánh hết cái phần đường của mình thôi. Mình chia ra là 3 lần nha. Mình trắng trứng á, thì mình đánh á, bây giờ là mình thấy nó cũng đã bông lên rồi các bạn. Đây là các bạn thấy nè, khi mà mình làm cái cho nó có một cái chót như vậy nè, lúc đó là chồng trắng trứng của mình nó đã đạt rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ để cái phần à, mình sẽ cho cái phần chồng đỏ vào trong cái chồng trắng trứng của mình luôn. Thì mình sẽ múc một miếng phần chồng trắng trứng nè, mình sẽ cho vào tô chồng đỏ của mình, rồi mình sẽ chọn đều lên. Mình sẽ chọn cái phần chồng đỏ và chồng trắng trứng nè, mình nhớ là mình chọn từ từ thôi nha các bạn, tránh nhiều khi cái chồng trắng trứng của mình á nó bị xẹp đó. Mình chọn từ từ cho nó đều lên, rồi sau đó thì mình sẽ cho cái tô chồng đỏ này vào trong cái thao chồng trắng trứng của mình luôn. Mình nhớ là mình chọn đều từ từ thôi. Rồi mình sẽ cho cái tô chồng đỏ này vào trong cái thao chồng trắng trứng luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ chọn cái phần chồng đỏ nè và chồng trắng trứng, mình sẽ chọn đều lên. Mình nhớ là mình chọn từ từ thôi các bạn, đừng có chọn mạnh quá, cái tránh cái chồng trắng trứng của mình á thì nó sẽ bị xẹp ha. Thì hỗn hợp bột á thì mình cũng đã chọn xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành á là mình đi nướng bánh luôn ha. Thì mình cũng sẽ cho một ít á dầu ăn vào trong cái nồi cơm điện của mình. Thì mình cũng chuẩn bị một miếng giấy nến, thì mình sẽ cho, mình sẽ quét cái phần dầu ăn này á cho nó lên trên cái thanh nồi của mình á, hẳn khi mà mình cho nướng bánh á các bạn, nó không có bị dính vào trong cái nồi mình ha. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái hỗn hợp bột á, mình sẽ cho vào từ từ. Các bạn thấy cái dòng chảy bột của mình nè, nhìn nó rất là ngon. Mình cho bột xong rồi các bạn, mình nhớ là mình lan cái phần bột này ra. Mình sẽ lan cái phần bột này ra cho nó đều ha. Và sau đó thì mình sẽ dặm cái phần bột của mình nè, cho cái bọt khí á, cho nó xẹp bớt các bạn. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành đi nướng bánh luôn ha. Thì mình sẽ cho cái nồi bột á vào trong cái lòng nồi cơm điện của mình ha. Thì lúc đó thì mình sẽ nghiêm điện lên, thì mình sẽ bật cái nút cho nó xuống, đặng khi giống như mình nấu cơm này các bạn, thì mình đậy nắp lại. Mình nướng bánh á, một chút xíu á, khi nào mà cái phần nút đèn á mà nó nổi cái nút đèn lên trên á thì mình sẽ mở cái phần nắp ra, mình coi cái bánh của mình á là nó có vàng hay chưa. Nếu mà chưa vàng thì mình sẽ bật nút xuống thì mình sẽ nướng tiếp nha các bạn. Mình nướng khi nào cái bánh của mình á cho nó chín á thì lúc đó cái bánh của mình nó sẽ ngon nha. Bánh á, thì mình cũng đã nướng được một lúc rồi các bạn. Thì bây giờ cái nút đèn á nó cũng đã nổi lên trên rồi nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ mở thử cái phần nắp của mình ra, coi cái bánh của mình nó như thế nào, rồi mình mới biết mà mình bật nút nữa nha các bạn. Đây các bạn thấy là cái bánh của mình à, bây giờ nó cũng đã nổi lên ha, mình nhớ chưa có chín. Thì giờ mình sẽ đậy nắp lại, thì mình sẽ nhấn cái phần nút này lại.
đặng giúp cho cái phần bánh của mình á cho nó vàng ở bên dưới và nó sẽ chín nha. Thì từ nãy tới giờ á thì mình cũng bật cái phần nút này á là cũng được 3 lần. Thì bây giờ là mình sẽ mở cái phần nắp cái nồi cơm của mình ra, mình xem coi cái bánh của mình á là nó có được hay là chưa nha. Nếu mà chưa được thì mình sẽ bật nút tiếp. Đây các bạn thấy cái phần bánh của mình nè. Bây giờ á là nó cũng chưa có ráo cái phần mặt bánh của bên trên nữa. Thì bây giờ là mình sẽ nướng tiếp. Mình sẽ nướng khi nào mà cái bánh á mà mình nghe cái mùi thơm nhiều á thì lúc đó mình mới lấy bánh ra được nha. Bây giờ là cái phần bột chính giữa này là nó chưa có chín nha các bạn. Mình nhớ là mình cũng di một hồi mình rút điện ra mình cũng di chuyển cái nồi của mình thử, chứ để nhiều khi mình để hoài một chỗ á thì nhiều khi cái phần bánh của mình á nó sẽ dễ bị khét nha. Rồi bây giờ là mình sẽ bật nút, mình sẽ nướng bánh tiếp, khi nào bánh nó chín á thì mình sẽ lấy ra ha. Bánh á thì bây giờ là mình nghe cái mùi thơm rất là nhiều rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ mở cái phần nắp này ra. Đây các bạn thấy cái bánh của mình á bây giờ nó cũng đã vàng rồi. Thì bây giờ là mình sẽ dùng cái tâm thử coi cái bánh của mình nó chín hay chưa nha. Thì mình sẽ ghim thẳng vào trực tiếp trong cái bánh của mình. Thì mình lấy lên cái bánh của mình á, bột nó không còn dính vào trong cây tâm nữa. Thì bây giờ mình sẽ rút điện ra, mình lấy bánh ra luôn nha. Rồi bây giờ cái là mình sẽ lấy bánh ra. Thì mình sẽ chờ cho cái phần bánh này á cho nó nguội rồi mình mới lấy bánh ra được nha các bạn. Bánh bây giờ nó còn nóng lắm, mình không có lấy ra được đâu. Nhìn nó rất là ngon lắm luôn nè ha. Ổ bánh của mình á bây giờ nó cũng đã nguội rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái phần bánh ra luôn ha. Thì mình cũng ập cái dĩa như thế này rồi mình sẽ lấy bánh ra luôn. Đây các bạn, cái ổ bánh của mình nè, các bạn nhìn nó có đẹp hay không ha. Thì bây giờ là mình sẽ lấy một miếng giấy nến ra coi cái phần bánh của mình á độ vàng nó như thế nào các bạn. Đây các bạn thấy là cái độ vàng của bánh nè, nó cũng vừa vàng tới thôi chứ nó không có bị khét các bạn. Tại vì là mình cũng nhấn cái phần nút á là mình nhấn tới nhấn lui cũng là 3-4 lần bánh nó mới chín, nó mới ráo được cái phần mặt nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cắt cái ổ bánh này ra coi cái bánh của mình á, coi cái độ xốp của bánh như thế nào nha. Cái bánh của mình á, cái độ xốp á mình thấy nó cũng rất là ngon. Cái độ dày của bánh á là nó cũng được nó các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy một cái bánh lên ha. Đây các bạn thấy nè, cái độ bánh của mình nó rất là xốp lắm luôn nè ha. Nó có mình bóp nó cũng không có xẹp luôn nè, nhìn nó rất là ngon lắm luôn. Đây cái mặt bánh bên trên nè, nhìn nó rất là ngon ha. Các bạn thấy á, cái ổ bánh của mình á nhìn nó có hấp dẫn hay không ha. Thì bây giờ đó là mình sẽ thưởng thức luôn coi cái bánh của mình á, cái độ xốp và cái độ ngọt của bánh như thế nào nha các bạn. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình luôn. Thì mình sẽ xé ra thử một miếng bánh á, coi cái bánh của mình á coi nó xốp như thế nào nha. Đây là các bạn thấy là cái bánh của mình nó rất là xốp, nhìn nó rất là ngon lắm luôn nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ dùng thử luôn nha. Cái bánh á thì mình ăn á nó không có ngọt nhiều các bạn, độ ngọt cũng rất là vừa phải chứ nó không có ngọt nhiều. Nếu mà các bạn á mà thích ăn cái bánh á mà nó ngọt hơn thì mình có thể là mình tăng cái lượng đường lên nha. Mình ăn á thì dạng cái phần bánh này á, tại hồi nãy mình để phần đường á nó hơi ít cho nên á là mình ăn á nó chỉ hơi ngót ngót thôi chứ nó không có ngọt nhiều nha các bạn. Nếu mà các bạn mà thích ăn ngọt hơn thì mình có thể là mình tăng cái lượng đường hơn. Là mình làm á nó cũng không có gọi là khó các bạn. Như ở nhà mình không có lò nướng thì mình để vào trong cái nồi cơm điện á thì mình nướng bánh ra như vậy á, khi nào mình muốn ăn mà bánh bông lan thì mình sẽ có cái nồi cơm điện này thì mình sẽ nướng vào trong cái nồi cơm điện ra được cái ổ bánh bông lan nó rất là ngon. Còn nếu mà các bạn mà không có nồi cơm điện, mình có thể á mình tự chế ở nhà, mình sử dụng bằng cái nồi cát á
thì mình sẽ nướng bánh nó cũng rất là được nữa các bạn. Thì các bạn cũng làm thử cái món bánh bông lan nướng bằng trong nồi cơm điện của mình á, cho gia đình mình thưởng thức nha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây, thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.